Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Car Passion. Trong video clip ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chiếc xe thể thao vừa được Mercedes-Benz ra mắt cách đây chưa lâu. Mặt khác, có thể nói đây là dòng xe thể thao mang tính biểu tượng của hãng xe nước Đức. Mới đây nhất, thế hệ tiếp theo của dòng xe Mercedes-Benz SL đã chính thức xuất đầu lộ diện với vẻ ngoài năng động, đậm chất thể thao và đi kèm với đó là bộ mui xếp vải đầy quyến rũ. Dòng xe SL của thương hiệu ngôi sao ba cánh đã có tuổi đời gần 70 năm hình thành và phát triển. Trong suốt khoảng thời gian này, chiếc SL mui trần đã 7 lần được các kỹ sư nâng cấp diện mạo tổng thể, và thế hệ SL 2022 cũng không phải là ngoại lệ. Được biết, mẫu xe này được xem là màn lột xác ngoạn mục nhất từ trước đến nay, với một danh sách dài dằng dặc các chi tiết hoàn toàn mới. Điểm đáng chú ý nhất trên thế hệ này chính là hệ vận động 4 bánh được trang bị tiêu chuẩn và cabin có cấu hình 2+2 với các ghế ngồi nhỏ ở phía sau. Nếu như đặt lên bàn cân để so sánh với thế hệ tiền nhiệm, Mercedes-AMG SL hoàn toàn mới có chiều dài tổng thể nhỉnh hơn khoảng 74mm, cùng trục cơ sở dài 115mm và dài hơn chiếc AMG GT Roadster 154mm. Theo đánh giá từ một số chuyên gia, Mercedes-AMG SL 2022 sẽ là cái tên sáng giá có thể thay thế cả thế hệ SL đàn anh lẫn người anh em AMG GT Roadster. Mercedes-AMG SL thế hệ mới được trang bị một số các chi tiết tương đồng trên tất cả các phiên bản được bán ra thị trường như lưới tản nhiệt Panamericana. Đồng thời, tên gọi chung của các mẫu xe này giờ đây sẽ đổi sang thành Mercedes-AMG SL. Có thể nói, đây là động thái như một lời khẳng định ngầm về việc mẫu xe thể thao mui trần huyền thoại sẽ trở thành một phần của đại gia đình hiệu năng cao AMG. Mercedes-Benz chỉ mới công bố hai phiên bản thể thao đầy mạnh mẽ được trang bị động cơ M177 V8 tăng áp kép có dung tích 4.0 lít là SL55 và SL63. Hai biến thể này có mức công suất động cơ lần lượt là 469 mã lực, 700 Nm moment xoắn cho phiên bản SL55 và 577 mã lực, moment xoắn 800 Nm cho chiếc SL63. Kết hợp với cỗ máy M177 tiên tiến là hộp số tự động 9 cấp với tính năng kiểm soát khởi động, giúp cho phiên bản SL55 đạt được tốc độ tối đa lên đến 294 km/h và chỉ cần 3,9 giây để chạm ngưỡng 100 km/h từ vị trí đứng yên. Trong khi đó, phiên bản SL63 mất 3,6 giây để tăng tốc từ 0 đến 100 km/h và có tốc độ tối đa đạt được là 315 km/h. Thế hệ mới nhất còn đánh dấu một bước ngoặt lớn cho dòng xe SL khi được trang bị hệ thống vận động 4 bánh toàn thời gian cùng hàng ghế thứ hai. Tuy nhiên thì hàng ghế này chỉ phù hợp cho trẻ nhỏ. Một điểm nổi bật khác chính là thay vì sử dụng bộ mui xếp cứng như thế hệ trước, Mercedes-Benz đã trang bị cho xe bộ mui xếp vải quyến rũ và tinh tế hơn. Ngoài ra, bộ mui này còn giúp cắt giảm cân nặng tổng thể khi nhẹ hơn khoảng 21kg so với bộ mui trên thế hệ đàn anh. Ưu điểm của bộ mui mới còn nằm ở khía cạnh giúp cho thể tích của khoang hành lý được tối ưu một cách đáng kể. Người lái có thể thực hiện thao tác đóng mở mui khi vận hành ở tốc độ dưới 60km/h. Quá trình này chỉ cần vỏn vẹn 15 giây để thực hiện. Đại diện của Mercedes-Benz cũng rất tự tin khi cho biết nhờ vào phần mui xếp bọc vải, khoang hành lý có thể đựng được đến 2 túi golf, ngay cả khi chiếc SL đang mở mui và mui xe được gập vào khu vực này. Mercedes-AMG SL 2022 đi kèm với hệ thống ống xả hiệu năng cao với 4 chụp xả chia đều cho hai bên đuôi xe. Chi tiết này có khả năng đem lại cho khách hàng âm thanh đặc biệt ấn tượng từ khối động cơ V8. Bên cạnh đó, đèn hậu trên xe cũng có tạo hình thể thao, hiện đại và cánh gió chủ động có thể xếp gọn vào phần đuôi xe. Tùy vào sở thích cá nhân, khách hàng hoàn toàn có thể lựa chọn thêm gói trang bị Aerodynamic Package với một loạt các chi tiết thể thao dành cho phần ngoại thất, có tác dụng giúp cho chiếc SL trông dịu dàng hơn, nhưng cũng đồng thời cải thiện tính khí động học cho mẫu xe thể thao mui trần. Bước vào bên trong, khoang nội thất cũng không hề bị lép vế khi được bố trí lấy cảm hứng từ những chiếc AMG GT 2 cho đến 4 cửa. Một trong những chi tiết gây ấn tượng mạnh mẽ nhất chính là hệ thống giải trí đã được thay đổi với màn hình tiện ích có các góc độ gập khác nhau. Mercedes tuyên bố các nhà thiết kế của họ đã thực sự tạo ra một màn kết hợp giữa những chi tiết vốn có với thế giới kỹ thuật số và lấy tên gọi là Hyper Analog. Chi tiết này được lấy cảm hứng từ chiếc 300 SL Roadster nguyên bản của những năm 1950. Bên cạnh đó, mẫu xe thể thao này còn được trang bị cụm công cụ hiển thị LCD 12,3 inch, màn hình cảm ứng 11,9 inch có hệ thống thông tin giải trí MBUX tiên tiến được tích hợp vào bảng điều khiển trung tâm. Cả hai màn hình này đều có thể được cá nhân hóa cùng trang bị bề mặt chống lóa do ánh mặt trời. Thương hiệu xe hơi đến từ nước Đức cũng bổ sung cho xe thêm một tùy chọn với tính năng hiển thị 3D hỗ trợ tối đa cho người lái. Trong khi đó, vô lăng trên chiếc SL đã là trang bị rất quen thuộc trên các dòng xe Mercedes-Benz thế hệ mới, được kết hợp với một số chi tiết mới bên trong khoang lái.
giúp đồng bộ hóa chiếc SL thế hệ mới với các sản phẩm khác đến từ thương hiệu ngôi sao ba cánh. Tuy đã công bố gần như tất cả các thông tin chi tiết về cả hai phiên bản SL55 và SL63, Mercedes hiện vẫn đang giữ kín mức giá bán cũng như là kế hoạch sản xuất thế hệ SL hoàn toàn mới này. Và đó là tất cả những thông tin đáng chú ý xoay quanh thế hệ mới nhất của dòng xe thể thao Mercedes SL lừng danh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và subscribe cho kênh YouTube của Car Passion nhé.